Trước đó, vào sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét kiểm tra khu nhà xưởng của công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, phát hiện có nhiều đối tượng nước ngoài là người Trung Quốc đang sản xuất tiền chất ma túy. Đây là điểm sản xuất số lượng tiền chất ma túy lớn nhất trong các điểm Bộ Công an đang đồng loạt kiểm tra. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên được thành lập gần 6 năm, trụ sở đặt tại khu làng nghề huyện Đắc Hà. Người đại diện pháp luật là Trần Ngọc An, 48 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, buôn bán nông lâm sản nguyên liệu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.